con có được xem một video sư trả lời tại sao người đồng tính lại không được xuất gia và trong video này sư có nói người đồng tính tái sanh bằng tâm nhị nhân và người tái sanh bằng tâm này thì không thể chứng đắc được các tầng thiền con cũng là người đồng tính con rất buồn khi nghe được tin này về những người như con khả năng chứng đắc được những quả vị thánh không con rất nghiêm túc trong việc tu học phật pháp và cũng rất nghiêm túc để hướng đến dự lưu quả nếu câu trả lời là không được về từ giờ con phải làm gì? À, rồi, chờ tí xíu. À, cái vấn đề là đời này quý vị không chứng được đào quả, nhưng không có nghĩa là đời sau quý vị không chứng được. Nha. Mình muốn thì mình chỉ cần tái sanh của đời sau kiếp khác. Nếu như đời sau kiếp khác mình không phải là người nhị nhân, tức là mình không phải là người động tính nữa, thì mình vẫn có cơ hội như thường. À, và như vậy thì mình à, làm cái gì bây giờ? Làm tất cả các nhân sanh phước, tức là 10 nhân sanh phước à, làm hết nha, làm hết 10 nhân sanh phước. À, để chi? xin à, nhớ ông làm hình như là ở trên cõi à, chư thiên không có đồng tính gì phải. À. lên trên đó thì à, quý vị sẽ có cơ hội để quý vị tiếp tục tu. Rồi à, đặc biệt á, là về giữ giới thì mình phải giữ bác quan trai trọn đời. Dựa vào đâu sư nói cái này? dựa vào trong tặng luật có một lần ấy một cái con long vương á, nó nó giả trang làm vị tỳ kheo để nó tu á. nhà có thần thông và sau này tăng đoàn không có cho nó tu nữa và nó khóc nó làm như vậy làm sao để con cải thiện tình hình của con à, thì chưa tăng hình như là đức phật mà xưa không nhớ phải đức phật không hay là một vị tỳ kheo nào đó hình như đức phật con nói đó là hãy giữ gìn tám giới thì trong trường hợp này đó nha, ngay cả cái loài bàn xanh á, mà nhờ giữ tám giới nó còn thay đổi được cái cái nghiệp của nó Thì cái chuyện mình là loài người thì sư nghĩ là cái việc mình giữ tám giới trọn đời nó có tác dụng Chứ không phải không có tác dụng à, Còn cái chuyện mà quý vị thực hành hành thiền ấy Thì nó có hai cái đề mục mà sư đề nghị Thứ nhất là đề mục thể trường để mình à, đề mục thể trường thì nó sẽ giúp cho mình đối phó với tham dục cái này thì không nhất thiết gì với người đồng tính mà bất kỳ giới tính nào thì nó đều là cái vấn đề mình phải giải quyết à, và cái thứ hai là niệm sự chết ừ, thì đó là hai cái đề mục và uh, thiền chỉ mà người cư sĩ tại gia quý vị có thể thực hành được và quý vị vẫn có thể thực hành thiền quán với Pashana như thường vẫn có thể thực hành vipassana như thường. À, mình chưa chứng đắc được nhưng không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ chứng đắc được. Bây giờ mình cứ gieo duyên đi nha. Rồi thì qua đời sau kiếp khác mình vẫn có thể tiếp tục. À, nói quý vị đừng có lo. Tại vì biết bao nhiêu con người nha, không phải là người nhị nhân mà cái kiểu tu của họ thì họ cũng không chứng nổi được đời này. Thì quý vị đâu có gì phải lo. À, rồi mình uh, cũng ráng thôi ha, xong đề này rồi đề sau mình tu tiếp. À, trước nhất rất là tán tháng cái cái từ tâm tu của các bạn này. rất cái sự tâm tu mà thì rất là tiếc là sinh vào giới tính thứ ba cho nên theo luật cái là không được xuất gia. Còn uh, mình nói là mình nghiêm túc để đưa đến quả dị lưu cái này giống như là một đứa bé nó, nó, nó nói ba ơi à, sau này con lớn lên con làm bác sĩ con làm kỹ sư tới chừng lớn thì quả trời đậu gì bác sĩ khó vậy kỹ sư gì không thi th th nổi hay làm công nhân cho sướng cho dễ thì cái đó là mình mình chưa biết quả dự lưu là gì mình không có biết xuất gia là cái gì gì hết cho nên mình ngồi mình tưởng ai vô tưởng tượng tu 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 là mốt tu tu là tu tu chứng quả dự lưu nha thưa quý vị nhiều người người ta giới tính đàng hoàng nên ta tu sách khói không có đắt gì cho nên tại vì giáo pháp mình tới hai gửi năm rồi thì dường như là quả quả thánh kể cả tụi quả dự lưu nó cũng không còn nữa đâu mình yên tâm mình cũng không cần phải buồn tại sao mà mình không cơ hội đi chứng đắc nha bởi vì xin lỗi không phải xem thường nhưng mà cho dù mình đàng hoàng về giới tính mình tu mình đã cũng nói đó là sự thật ở trong chú giải có nói là thời này á chứng được a à la hán thường nếu mà mình với điều kiện mình tu đúng với điều kiện tu đúng ừ. chỉ có điều là thời nay tu sao cho đúng không tu được như vậy đâu ừ cái cái mà quan trọng của mình lúc này là mình tạm mình làm những cái nhân để thành người nam cái đã để đời bị lai đó mình mình không có pha, không có dư sót đó là cái này nó hơi tế nhị quá tôi không biết có nên nói hay không là tại vì chứ cũng có quen một số người ở bên cái đồng tính thì cái 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 mối quan hệ của họ về 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 giới tính nó rất là phức tạp thì nói đây là cái người hỏi câu hỏi này họ sẽ hiểu Thì ở đây tốt nhất là nếu mình có cái tâm hướng tới Phật Pháp đó, Làm ơn mình ngưng cái mối quan hệ phức tạp đó đi Để mình tránh cái tình trạng là mình tiếp tục Mình um, dây vô cái dục ái đó Và mình tiếp tục đời vi lai like, Mình có thể mình sanh tiếp tục làm đồng tính nữa Còn cái chuyện mình tu á Thì Đức Phật vẫn có dạy cho mình là cư sĩ tu vẫn có thể đắc được chứ không phải chứ không phải là, là cứ xuất gia là mới có thể tu được tu sĩ vẫn có thể tu ngon lành thực tình là nghiêm túc có nhiều vị ngay cả chính bản thân tôi cũng có thể cảm nhận được rằng có nhiều vị nói sư ơi tôi tiếc cái là sao sư tôi ở đó tôi uh, vô phật pháp tôi không có biết gì tôi lúc cư, sĩ tôi không biết tôi tu chừng 5 năm sau 10 năm sau tôi mới biết được cái giáo pháp này tôi mới biết được là từ từ mình mới đi đúng tôi phí 10 năm cái thứ thứ hai á, là tôi mà biết được Phật pháp sớm mà. tôi từ nhỏ 7 tuổi tôi biết Phật pháp đi này nọ đồ là là tôi cũng không sợ thức gia chi nữa cái này không phải là mình nói ra để mình để mình cho các bạn sợ mà thật chất tự nhiên nó tu một thời gian 10 20 năm tự nhiên nó muốn làm cư sĩ luôn á cái này là mình phải trải vô mình quằn ăn chân vấn trong đạo trong 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 chùa mình mới hiểu được cái này cho nên mình không cần phải đi quan khi mà mình không xuất gia được à, sẵn nãy sư chúng tâm nhắc thì sư nhắc cho quý vị một cái có khi là quý vị không có để ý lắm đó là cái nghiệp á, mà nó khiến cho mình giới tính không rõ ràng á, là cái nghiệp và dục nhiều đa dục nha, bất kể nam nữ khi mà mình dục nhiều á nó sẽ dẫn đến cái chuyện là giới tính mình không rõ ràng à, thành ra là tôi nhắc luôn sẵn nhắc luôn bất kể quý vị đang là ở một cái giới tính nào nếu như mà cái dục quý vị nó quá thịnh á coi chừng nha à, mình bây giờ đi tính mình đang là ngon lành đúng không qua đời sau kiếp khác là nó, bắt, luôn đầu luôn là nó... À, bắt đầu là nó à, bắt đầu nó nó cong chứ không thẳng nữa được nữa đâu này luôn đang, đang từ cái thời gian tới tuổi bốn mấy đó, tự nhiên. à tại vì dục nó thịnh á cho nên sư mới nhắc là coi chừng nha, coi cẩn thận cái dục mà quý vị hỏi bây giờ cái cái tiêu chuẩn cái dục như thế nào gọi là thịnh thì sư nhắc quý vị như vậy nè ở um, Ấn Độ cổ á, về các Bà La Môn, người chồng chỉ đi đến với người vợ một tháng, chừng khoảng một tới hai lần thôi. Bởi vì họ quan niệm như vậy, họ quan niệm như vậy là nếu như uh, con bò đó, con bò mỗi tháng nó chỉ đến với con cái, con bò được chứ đi đến, mỗi tháng chỉ đến với con bò cái chỉ có một tới hai lần thôi mà mình nếu như mình hơn cái số lần đó thì mình không bằng không bằng con thú nhắc để cho quý vị biết sợ rồi còn cái này trong kinh nè trong kinh con chó đức phật nói còn nặng hơn nữa đức phật nói à, cái chuyện này thì bây giờ chỉ còn ở loài chó không còn ở loài người đó là gì con chó đực nó chỉ để, đi đến với con chó cái vào thời điểm con chó cái có thể thụ thai nó không đi đến với con chó cái vào thời điểm con chó cái không để thụ thai điều này chỉ còn ở loài chó không còn ở loài người nói như vậy để quý vị biết là loài người bây giờ cái dục nó mạnh tới mức nào ừ, để biết sợ